Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Hải Channel. Không chỉ riêng đối với những mẫu iPhone mà những cái chiếc MacBook như trên bàn của mình đây cũng đang nhận được rất nhiều các cái sự quan tâm ở cái đợt cuối năm này. Người thì muốn là mua về để tặng cho bạn bè, người thân, anh chị em. Người thì muốn là nâng cấp cái chiếc máy của mình để có thể sử dụng trong một thời gian dài. Đặc biệt là với cái sự hỗ trợ cập nhật của macOS thì sử dụng được nó cực kỳ là lâu. Vậy thì các bạn nên mua mẫu MacBook nào ở thời điểm hiện tại, vừa là để nó xứng với giá tiền, vừa là để sử dụng lâu dài mà lại chúng ta không phải bỏ ra một số tiền quá lớn, thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này. Cái mẫu máy đầu tiên trong danh sách cũng là cái mẫu máy rẻ nhất mình có thể mang đến cho các bạn mà vừa có thể sử dụng lâu dài, vừa đảm bảo được tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo được cả về hiệu năng trong khoảng thời gian nữa. Thì mình đánh giá đây chính là chiếc MacBook Pro 2020, nhưng mà nó sẽ là bản Intel. Khi mà bản với con chip Intel i5 thì tại Hoàng Hải đang có mức giá là 98. Thực sự mình đánh giá đây một mức giá quá rẻ đối với quả MacBook, bởi vì với mức giá rẻ như vậy chúng ta sẽ mua được phiên bản Bay, đấy là Core i5 8GB RAM cùng với 256GB bộ nhớ trong. Mình thấy đây là một cấu hình vừa đủ rồi, nó đủ để cho chúng ta sử dụng những cái tác vụ hàng ngày. Còn nếu như bạn nào mà muốn sử dụng thêm những cái phiên bản bộ nhớ cao hơn thì hoàn toàn có thể thêm tiền. Nhưng mà trong danh sách này thì mình vẫn đang ưu tiên một thứ, đấy gọi là giá tiền phải nhỏ nhất dành cho các bạn, để có thể là những bạn nào mà không muốn bỏ ra cái hầu bao quá lớn vẫn có thể chọn cho mình một chiếc máy ưng ý. Với cái chiếc MacBook Pro 2020 này, cái mình thích nhất đây chính là màn hình của nó quá đẹp. Đây là một cái màn hình có thể nói là chất lượng nhất trên những cái mẫu laptop rồi. Nói gì thì nói, MacBook Pro mà. Màn hình đẹp, camera cũng đẹp không kém, và đặc biệt là chúng ta có một cái thanh touch bar để các bạn có thể điều chỉnh những cái phím function ở đây. Nó thay cho cái cụ phím FN bình thường. Và nếu như các bạn không thích thì các bạn hoàn toàn có thể vào cài đặt để có thể chỉnh cái phím này. Nói chung đây là một con máy rất là ngon, làm được nhiều tác vụ khác nhau mà mình đánh giá là con này các bạn mà dùng học tập này, làm những cái công việc đơn giản, hay ngay cả việc mà các bạn làm media giống như chúng mình thôi, bạn nào muốn làm TikTok, muốn quay YouTube, muốn làm vlog ấy, thì con máy này nó cần rất là tốt. Và với 98 thì gần như mình không có điều gì để có thể chê với chiếc máy này cả. Đấy là còn chưa nói đây là cái trackpad ấy, sử dụng cực kỳ là sướng. Rồi cái chiếc máy thứ hai mình sẽ recommend cho các bạn, đấy chính là con MacBook Air M1. Khỏi phải nói vì đây là một con MacBook quá thành công tới từ nhà Apple. Nó là một trong những chiếc MacBook đầu tiên được trang bị con chip xử lý ARM. Nó không phải là những con chip Intel nữa. Con chip Intel thì thực sự là nếu như bạn nào phải dùng rất máy rất là chuyên sâu, giống như là các bạn dùng code chạy máy ảo với các cái phần mềm cụ thể, thì các bạn sẽ nên chọn phiên bản Intel. Còn nếu như các bạn chỉ là những cái người dùng cơ bản như chúng mình ở đây thôi, như là các bạn đã lướt web hàng ngày, xem phim, làm việc với những cái ứng dụng cơ bản, hay là đơn giản là các bạn muốn trải nghiệm những cái tựa game trên Apple Arcade ấy, thì con chip Apple M1 nó sẽ xử lý tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt cái điều mình thích ở con chip Apple M1 đấy là thời lượng pin của nó rất trâu, bởi vì bản chất của con chip ARM nó chỉ là một con chip điện thoại mà thôi. Vì vậy là sử dụng trên những cái mẫu laptop thực sự pin của nó cực kỳ là bền. Các bạn dùng hoàn toàn có thể lên đến 8-9 tiếng sử dụng, nó quá đơn giản luôn. Nên là nếu như bạn nào mà chỉ là học sinh sinh viên giống như chúng mình đang sử dụng, dùng những cái tác vụ cơ bản, hoặc là các bạn cần một thời lượng pin rất dài để có thể cầm chiếc máy của mình đi theo một ngày mà không cần phải suy nghĩ thêm là chúng ta có nên cầm theo một củ sạc hay không, thì MacBook Air M1 là một chiếc máy quá phù hợp. Đây là một chiếc máy có thể nói là đạt được quá nhiều thành công tới từ nhà Apple rồi, nên mình không phải quảng cáo quá nhiều. Chiếc máy thứ ba mình mang đến cho các bạn đấy chính là chiếc MacBook Pro M1, hay còn là chiếc ở trên bàn mình đây. Cái lý do mà mình khuyên các bạn mua mẫu máy này vì việc nó có thêm một cái quạt, nên hiệu năng của nó về lâu dài sẽ được xử lý tốt hơn rất nhiều. Ví dụ như những bạn nào mà hay xử lý những cái file Excel nó nặng một chút, những bạn nào mà hay sử dụng những tác vụ trong khoảng thời gian dài, như là các bạn edit video 4K mà các bạn edit cho khoảng cả một buổi chiều khoảng 4 đến 5 tiếng ấy, thì con MacBook Pro M1 này nó sẽ xử lý tốt hơn bởi vì nó có quạt. Quạt của nó thực sự chạy rất là êm, gần như mình không bao giờ nghe thấy tiếng quạt của nó chạy, và đây là một điểm mình rất là thích. Bởi vì vốn con chip Apple M1 đó là có chip mát rồi, mà thêm nữa là ở đây chúng ta có một cái quạt, nên là cái quạt nó không phải sử dụng quá nhiều, nó chạy một cách rất là vừa phải và nó sẽ đem cho chúng ta cái sự yên tĩnh khi sử dụng. Cái điều mình thích nữa là ở trên cái đời này thì cái trackpad của nó to hơn đời MacBook Air M1, nó cũng sẽ khiến cho trải nghiệm của chúng ta tốt hơn khá là nhiều. Và chưa kể đấy, đấy là thời lượng pin của nó cũng tốt hơn. Với con MacBook Pro M1 này mình hoàn toàn có thể sử dụng lên 9 tiếng hơn cơ. Nó rất trâu với những cái tác vụ sử dụng của mình và đảm bảo cho các bạn có thể sử dụng rất là nhiều tác vụ khác nhau và không bao giờ phải lo về việc là máy có hết pin hay không. Rõ ràng là chữ Pro thì nó vẫn được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh. Và ở đây thì chúng ta có thêm một con chip mạnh mẽ hơn, bởi vì con chip Apple M1 trên phiên bản MacBook Pro thì nó sẽ có thêm một nhân GPU là 8 nhân. Nó cũng sẽ khiến cho các cái thao tác như kiểu là edit video của các bạn mượt mà hơn rất nhiều. Cái chiếc MacBook cuối cùng mình muốn mang tới cho các bạn đấy là chiếc MacBook Air M2.
Cái lý do đầu tiên mình nghĩ là nó sẽ thu hút các bạn ở ngay cái nhìn đầu tiên, đây chính là về thiết kế của nó quá đẹp. Thiết kế của nó được lấy cảm hứng từ dòng MacBook Pro 14 inch cao cấp, vì vậy là các bạn nhìn các góc cạnh của nó sẽ thấy nó hiện đại và nó mới mẻ hơn rất nhiều. Nếu như những cái chiếc máy mình vừa nói cho các bạn là Pro 2020 i5 này, Pro M1 hay là MacBook Air M1 thì nó vẫn đang đi theo cái triết lý thiết kế cũ đấy của nhà Apple. Tuy nhiên có MacBook Air M2 là một con có thiết kế đẹp hơn rất nhiều. Các góc cạnh của nó bây giờ được bo cong một cách mềm mại, tuy nhiên là nó vẫn có những điểm có thể vuông thành sắc cạnh. Và nó vừa thể hiện ra được sự mạnh mẽ, nhưng nó cũng vừa thể hiện ra được cái sự sang trọng của chiếc máy. Mình rất thích cái thiết kế của chiếc máy này. Hơn nữa là về mặt màn hình thì nó cũng có một cái màn hình tốt hơn với một cái tai thỏ. Cái tai thỏ này thì thực ra là nó không quá khó chịu như các bạn nhìn đâu, bởi vì là tai thỏ này hoàn toàn có thể ẩn đi được bằng các cái ứng dụng khác nhau. Và với cái việc mà nó có tai thỏ ấy, nó sẽ đẩy thanh menu lên phía bên trên, nó khiến cho màn hình của các bạn rộng hơn rất nhiều. Màn hình này cũng là một loại màn hình rất là cao cấp khi mà nó có độ sáng lên đến 500 nit, độ tường phản và độ bao phủ màu là hơn 100% sRGB. Phải gọi là cái màn hình con MacBook Air M2 là màn hình quá đẹp. Chưa kể đó là chúng ta có sự thay đổi về mặt thiết kế. Bàn phím của MacBook Air M2 có layout to hơn, nó khiến chúng ta bấm dễ dàng hơn rất nhiều so với các thế hệ trước. Hơn nữa là về loa thì nó cũng đã được ẩn giấu ở phía bên dưới màn hình rồi. Nó khiến cho cái thiết kế mặt trước nhìn nó có một phần nó liền mạch hơn khá là nhiều. Tuy nhiên là về chất lượng ấy, thì mình đánh giá là cụm loa đấy nó chưa tốt bằng so với những cụm loa nổi ở trên những đời MacBook cũ này. Tuy nhiên là việc Apple giấu loa như vậy thì nó sẽ cho chúng ta được cảm giác nhìn nó dễ hơn. Hơn nữa là nó cũng được trang bị một con chip Apple M2 rất là mạnh mẽ. Nếu mà để so với con chip Apple M1 này thì Apple cũng đã công bố ra những cái con số nó vượt trội hơn. Đối với mình thì cái con số vượt trội ấy, nó không phải là quá nhiều. Tuy nhiên là nếu như bạn nào mà mua một chiếc máy mới mà các bạn muốn sử dụng rất lâu, kiểu như các bạn sử dụng khoảng 5 cho đến 6 năm liên tiếp, thì mình nghĩ con MacBook Air M2 sẽ là có rất là phù hợp. Bởi vì là càng về sau Apple sẽ update cho nó trở nên mượt mà cũng như là ngon hơn rất là nhiều. Và cái điều mình thích nữa là trên con MacBook Air M2 thì chúng ta đã có sự quay lại của cổng MagSafe. Chính cái điều này nó đã khiến cho con MacBook Air M2 nó có hai cổng dư, và các bạn hoàn toàn có thể cắm một cổng vào chuột và bàn phím và một cổng ra màn hình rời, nhưng mà các bạn vẫn có thể sạc của nó. Nó sẽ tiện dụng và nó cho chúng ta rất là nhiều khả năng sử dụng, tốt hơn khá như là nhiều so với chỉ hai cổng Type-C của những cái chiếc máy MacBook cũ này. Đối với mình thì đối với những chiếc MacBook cũ ấy, mình toàn phải sử dụng thêm một cái hub thôi để có thể mở rộng thêm những cái tùy chọn cắm của mình. Còn nếu như có thêm một con MagSafe như con MacBook Air M2 là cực kỳ tốt. Và hiện tại thì giá của con MacBook Air M2 này tại Hoàng Hải Mobile cũng chỉ có là khoảng 14.800 mà thôi. Nó quá rẻ so với những gì của nó mang lại. Và đối với mình nhá, nếu như bạn nào dư giả, thật sự dư giả thì nên lấy luôn con MacBook Air M2 này, bởi vì những thứ nó mang lại là rất tốt. Cái trải nghiệm của nó mang lại sử dụng ấy, nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với những cái thiết kế MacBook cũ này. Và tin mình đi, nó sẽ không bao giờ khiến các bạn thất vọng đâu. Vừa qua là một video mình đã tư vấn cho các bạn những cái chiếc MacBook đáng mua nhất cuối năm này, đảm bảo cho các bạn vừa bỏ ra số tiền ít nhất nhưng cái giá trị nhận lại nó phải là cao nhất, vừa đảm bảo cho các bạn khả năng sử dụng lâu dài. Và những cái chiếc máy mình recommend cho các bạn ấy thường là những cái chiếc máy nó rất là lành, nó không bao giờ gặp lỗi gì cả. Các bạn chỉ cần sử dụng cũng như là giữ gìn máy mà thôi, đừng có đập phá một cách quá mức là nó không bao giờ hỏng cả. Cứ yên tâm mà sử dụng nhá. Vậy thôi, video đến đây là hết rồi. Bạn nào mà còn lăn tăn hay muốn mình tư vấn về những cái chiếc máy gì thì đừng quên bỏ lại một comment ở phía bên dưới video để mình có thể thực hiện dần nhá. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Hoàng Hải. Và bây giờ thì thời lượng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.